Hello, xin chào tất cả các bạn. Trời ơi, bạn phóng viên hôm nay xinh thật sự đấy. Trời ơi, em tên gì ta? Em tên Trang. Em tên Trang hả? Hôm nay là một cái chủ đề mà từ trước đến giờ thật sự là mình lồng lộn nên mình vật vã bao nhiêu lâu, và mình cũng đã từng làm rất nhiều clip về cái chủ đề này rồi. Và may quá hôm nay thật sự là có thêm sức mạnh của báo Tuổi Trẻ đứng đằng sau nữa, thật ra mà phát ngôn cho nó tự tin đây này. Cái chủ đề lừa đảo gì nhỉ? Đúng rồi, cái chủ đề mua chó mèo thú cưng ở trên mạng với giá siêu rẻ 300, 500 nghìn, 800 nghìn gì đó, hoặc là lừa đảo mất tích luôn. Ôi trời ơi, mình đã làm mấy cái clip về vấn đề này rồi, nhưng mà thật ra là có rất là nhiều bạn ở trên mạng xã hội vẫn đang tin vào những cái quảng cáo kiểu như vậy. Nên đâm ra là may quá hôm nay mình nhận được một cuộc mời phỏng vấn của bên bạn Trang ở bên báo Tuổi Trẻ về cái vấn đề này luôn. Thế là mình nhận lời, mình đồng ý luôn. Tại thời điểm đấy là gật đầu đồng ý luôn đấy. Đây, bây giờ chúng ta sẽ set anh quay phim. Chào anh. Hello. Nhờ anh hôm nay quay cho em góc nào nó đỡ béo một tí anh nhá. Ôi, giờ này em lên cân nhiều quá. Mình sẽ sau khi mà quay cái phóng sự này xong ấy thì mình sẽ xin lại cái clip của bên báo Tuổi Trẻ. Và cái này cũng được phát trên đâu nhỉ? Truyền hình báo Tuổi Trẻ. Truyền hình báo Tuổi Trẻ. À đó. Mình sẽ xin lại những cái clip của bên truyền hình, sau đó thì mình sẽ phát lại cho các bạn xem ở trên kênh của mình luôn. Ôi dồi ôi, ông mặt ông chuẩn bị ông ấy lên hình này. Thật sự luôn. Lại ngủ. Lần trước mày ngủ trên VTV1 2 tiếng đồng hồ rồi. Lần này tao không cho mày ngủ nữa. Trời ơi. Vậy để biết để thôi, nhưng mà thật sự là coi nhỉ. Cái vấn đề mà lừa đảo ở trên mạng ấy, chó mèo lừa đảo hoặc là chó rẻ ở trên mạng ấy, thời gian vừa qua nó gọi nó làm khổ em lắm đúng không? Đâu khổ gì đâu, gì nó hành em đúng hơn. Thật, cái đấy hành thật. Ok, xét máy nha. Sao kìa, có bảo mật ra kia chụp ảnh với chị kìa, chị vừa mới giơ máy ảnh ra một cái nó đi luôn. Mật. Khổ thân. Mật ra chụp theo lên chúng ta tao ngồi ra chụp hộ đấy. Sao cho em phỏng vấn anh lại một xíu. Hôm nay anh sang shop của em quay clip phỏng vấn chó mèo, anh thấy như nào? Như thế nào là như thế nào? Tức là ở nhà nãy em có nghe thấy là anh cũng nuôi một bạn Samoy đúng không? À đúng rồi. À. Tức là công ty thì có nuôi một em Samoy, thì một em Samoy. Qua đây thấy không khí này, tức là trước giờ đi nhiều chỗ để mua đồ này, cái bên này cảm thấy rất kiểu nó gần gũi. Kiểu nó gần gũi, kiểu nó hơi gia đình xíu đúng không anh? Ấy, thế thì nhà em tên mật Pet Family mà, đúng tiêu chí luôn đấy. Thật ra là em cũng muốn xây dựng một cái môi trường mà làm sao để nó gần gũi với lại nó thân thiện nhất có thể đến với khách hàng hoặc là mọi người đến đây. Nên đâm ra là để tạo ra cái chỗ này xanh xanh hồng hồng như thế này. Nhưng hai con này thì không thân gia đình rồi. Hai con này đánh nhau từ đầu clip đến cuối clip. Nếu mà mọi người mình sẽ up cái clip ở trên sau khi mà dựng xong mình sẽ up cái clip này lên. Và mọi người xem nó đánh nhau từ đầu chương trình đến cuối chương trình. Trời ơi. Sao bạn đã chụp được ảnh với lại là mật chưa? Sao bao nhiêu thủ đoạn ấy? Sao bao nhiêu thủ đoạn? Nhưng mà tại sao? Sao mình hỏi một cái là tại sao bạn lại biết bên mình để bạn gọi sang mời phỏng vấn ta? Lúc mà bạn gọi một cái là mình nghe cái chủ đề đấy một cái là mình gật đầu luôn, mình ok luôn. Dạ thì em cũng tìm nhiều chỗ nhưng mà được mà có mọi người chỉ điểm là bên này có bán thú cưng uy tín. Và thứ hai nữa là cũng có nhiều cũng bị một số trang giả mạo rồi á. Nên em muốn qua phỏng vấn chính chủ để nghe lắng nghe chính chủ nói. Cái quả giả mạo là mình nó thật là mình hơi cay đấy. Từ trước giờ là mình hơi cay. Em theo dõi chị với còi lâu rồi. Đấy thấy không? Đấy không được, được trời ơi. Thì chắc là coi clip mà chị bóc phốt trên mạng mà chị đòi đốt ảnh. Vậy luôn. Không, tại vì căn bản là nhiều khi điên thật. Nhiều khi là người ta lừa đảo thì không sao đâu, nhưng mà nhiều khi là người ta lấy tên mình ra, xong rồi họ cứ khách hàng người ta cứ đến đây người ta tìm chó, người ta đòi chó. Mà bọn em có nhận tiền đâu. Thật, cái vừa nãy cái quả mà số điện thoại vẫn đúng, cửa hàng cũng vẫn địa chỉ đấy, người bán cũng vẫn là đấy, ảnh cũng vẫn là của bọn em, nhưng mà số tài khoản khác. Thế là khách cứ chuyển tiền vào tài khoản kia xong đến đây đòi chó bọn em. Thế là bọn em không biết là làm thế nào cả. Nhiều khi em cáu em điên đến mức độ mà em không... Mày cầm người ta cái máy cái cò. Em điên đến mức độ mà em rất muốn giải thích cho khách hàng của em là làm ơn đừng có bao giờ đi lên bên kia mua mấy con chó 800 nghìn với 1 triệu các thứ. Bây giờ là sale 300 nghìn rồi. À 300 nghìn. 300 nghìn free ship 1 tiếng rưỡi là có ở nhà. Sale 1 cuối năm các thứ. Sale 1 cuối năm. Em phải đây cái thứ tôi chết mất rồi đấy. Alaska 800 nghìn em điên em không thể nào em giải thích cho mọi người hiểu được. Ủa sao có bán giá được đâu,
Ôi anh. Thì thế đó mới là vấn đề chứ, nếu mà nó không có vấn đề đấy thì hôm nay mình đã không có cuộc phỏng vấn này. Kiểu như ví dụ như em xin mèo người ta, em vẫn đưa người ta tiền, gọi là tiền gì đó, tiền vía em vẫn đưa là 500 nghìn rồi. Họ nói là cho, xong nó xin tiền vía mấy trăm, nhưng mà cho đẹp lắm nha. À, bây giờ là cái đấy lại là thưởng thức mới, nhưng mà đấy lại thiếu mất cái khúc đấy, đúng không? Và bây giờ lại còn có cái trò là cho nữa. Nhưng mà đấy là người quen, trên quen. Mạng bây giờ mà vào xin em. Người quen. Chỉ có người quen mà cho vía, mà đã cho đã 200-300 ngàn, có người cho 500 ngàn, rồi người đây bán 500 ngàn, 300 ngàn. Bây giờ mà bọn trên mạng nó mà lên nó bảo cho xong rồi 200 nghìn, 300 nghìn, thì em chết luôn á. Quả đấy thật sự. Không có những trang ấy chị. Nó không lấy tiền chó, nó chỉ lấy tiền ship thôi. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều người vậy mấy trăm ngàn thành nhiều tiền. Cái này nó sẽ phát sóng khoảng tầm nào nhỉ? Sang ta. Cuối tuần này là 24 đúng không? 24. Góc nhìn đúng không? Chương trình góc nhìn hả? Góc nhìn này chắc là sao? Góc nhìn trưa nay. Góc nhìn trưa nay. Trên chị lên fanpage của tuổi trẻ hoặc là TV cho tuổi trẻ chấm biệt. Là có đúng không anh? Ok. Đó. 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 Em đào về luôn, em phát được anh em luôn. Cho bao nhiêu em xem luôn. Thì em sẽ gửi chị một clip, tức là có outro intro của tuổi trẻ. Mỗi khi là nó kết nối rồi. Okay. Kết nối trong những góc nhìn như này. Được, thế thì tuyệt vời, cảm ơn anh. May quá. Đây gọi là thay tiếng lòng của em nói ra đấy, nhiều khi là thật sự là trước em điền lắm rồi đấy, em là lên trên mạng em là cày lắm rồi. Nhưng mà hơi lên truyền hình mình phải bớt lại xíu hả? Các thứ. Trời ơi. Kìm 80%. Chủ yếu là mình chỉ cần thông báo người ta biết là mình chỉ xài một số tài khoản, một địa chỉ, một số điện thoại là được. Mình là một số tài khoản thôi. 10 năm nay em cố gắng làm điều đó anh. Nhưng mà thật ra nhiều khi nó cũng không được hiệu quả lắm. Tại vì là em là thông báo xong hết rồi, nhưng mà em chỉ có một thôi. Còn cái thành phần lừa đảo ngoài kia nó có đến hàng trăm hàng nghìn. Nó nói thật, hàng trăm hàng nghìn, nó đâm ra là cái gọi là cái từng cái ngõ ngách, rồi là từng cái người ta tiếp cận đến từng người một, nên nhiều khi mình cũng khó kiểm soát ấy. Nhiều khi thông tin chính thống thì ok, nhiều người biết đấy, nhưng mà nhiều khi không chính thống thì cũng lắm người cũng lừa lắm. Bán một con chó lừa được người ta 400 nghìn, chắc nó bỏ 50 nghìn tại 50 nghìn ra để chạy quảng cáo. Đúng rồi, hôm trước em gặp một trường hợp như này. Ngược ra fanpage giống tên của bọn em, nhưng mà căn bản là auto nó còn chạy quảng cáo cơ. Nó còn chạy quảng cáo cho cái fanpage đấy thôi. Bây giờ em làm nào? Còn chạy quảng cáo đã lừa đảo rồi, nó là còn chạy quảng cáo nữa. Bạn cuốn kìa. Đúng rồi. Sợ thật sự. Nên đâm ra là hôm nay may quá. May quá. Giống của mặt ấy, giống của mặt thì nó rơi vào khoảng một tầm từ 14 đến 20, 25 triệu một con. Thương chủ. Đúng rồi, thương chủ. Đến nay mà nó giao bán ở trên kia 800 nghìn thôi. Trời ơi, tức quá. Tức thật sự. Mà nhiều lúc ấy chị, nó nhắn tin vào trong này, nó hỏi là có phải lừa đảo hay không, đã bảo nó là lừa đảo rồi. Nó bảo em không tin, chẳng lẽ bây giờ ta phải nhắn cho tin là mày mua đi xem có bị lừa không à? Tôi cứ không được, không biết trả lời sao ấy. Thử đi rồi biết. Chẳng lẽ bảo là thử đi rồi biết. Đến lúc mà thử đi rồi biết là anh biết anh còn không khuyên em. Không phải biết nhà mày ở đâu nhá. Ôi thôi. Đảm một thiếu hiểu biết. Không, các bạn là bây giờ chiêu lừa đảo trên mạng nó cũng tinh vi thật. Tinh vi thật chứ không phải là không. Mà điều khá là đáng buồn nhá. Cái này là điều khá là đáng buồn ấy. Là khi mà bọn mình tìm hiểu ra những cái thành phần mà lừa đảo trên mạng ấy toàn 2000 thôi trở lên thôi. Đấy là một cái mà cực kỳ đáng buồn đấy. Thật sự luôn. Thiếu niên. Mà những cái bạn đấy thật sự là còn chưa đến tuổi trưởng thành ấy, chưa đủ 18 ấy. Thì có mấy bé 14, 15, 16. Bắt được một thằng 16 tuổi. Hôm trước mới bắt được một bạn 16 tuổi, sau khi bắt được xong, sau khi mà gọi là nói chuyện xong ấy, thì bạn nói một câu rất là xanh rờn, đấy là anh tha cho em tại em mới 16 tuổi, em chưa lừa được ai cả. Em chưa lừa được ai cả. Cũng thành thật thật sự đấy. Thế giả sử mà may mà chưa lừa được ai, chứ mà con số mà nó lừa lên thành nhiều sao thành vấn đề. Vấn đề. Nhưng mà thằng này 16 tuổi mà nó nghĩ sâu xa lắm. Nó giỏi lắm, tức là nó rất giỏi luôn đấy. Cái lần mà em nhắn tin để em lấy thông tin của nó, em check công an ấy. Đây, em xin số tài khoản, sau đó thì em bảo là em cũng bị lừa một lần rồi, nên là bây giờ chụp cho em cái chứng minh thư là em chuyển tiền ngay. Thì nó lấy chứng minh thư của ai ấy, xong rồi nó đổi tên Facebook luôn để cho nó trùng. Xong rồi lấy cả Facebook của người ta về nữa.
lấy là avatar thay cho chúng thôi. Không, tao nghĩ là mấy đứa đấy nó nên đi làm hacker hoặc nó nên đi làm một cái ngành nghề gì đó đi, chứ đừng đi lừa bán chó nữa. Thật sự là hacker nên tao thấy giàu hơn nhiều, mà chúng giỏi thật sự luôn đấy. Định làm anh hiểu thứ năm nói thứ năm. Mà dậy rồi phỏng vấn kìa con. Trời ơi, phỏng vấn kìa. Nãy lúc phỏng vấn định cho bạn mặt lên hình mà nhìn cái khung hình nghĩ đi nghĩ lại mà nó lên khung hình một cái là không còn thấy mình đâu, với không còn thấy mấy đứa đâu nữa cả. Cái này nhẫn nhịn nhỉ. Mặt mấy tuổi rồi chị? Mặt hơn 3 tuổi rồi. Bố nó mất. Ui, xin chứng tỏ là theo dõi hai người chắc là cũng theo dõi lâu rồi đúng không? Ba kênh thì lâu lắm rồi. À. Trời. Trong khi từ học từ hồi học cao đẳng đến bây giờ. Thôi nhưng mà thật ra con mặt bố à. Vâng. Mà bố mất rồi thì biết tới con này. Thật ra em cũng may mắn là cộng đồng của em kiểu cũng nhiều người theo từ cái thời từ ngày xưa xong rồi đến tận bây giờ ấy vẫn theo, mà nói chung là gọi là một cộng đồng hơi bị trung thành và hùng mạnh đấy. Cộng đồng yêu thú cưng ok lắm, vượt bao nhiêu cây số đến đây. Đây này, bánh, cái bánh mà em vừa cho bạn mình ăn trong cái chương trình ấy là của người chị đi từ Đắk Lắk, chị xuống đây chị thăm bạn mặt, hôm nay chị mang cái bánh đến cho đấy. Hai thì cho em, còn bánh thì cho mặt. À, cho mọi người quý ấy. Quý với bạn này nên là hay đến cho quà ấy. Hoa quả, bánh trái, rồi nước, các thứ ở đây bọn em ăn mệt nghỉ, tôi thấy sướng. Ôi trời ơi. Thì ăn xong ngủ, mập thay vậy? Ăn xong ngủ. Mập thay. À, cái này tắt đi một xíu. Còn cái này chia sẻ cho vui. Ngày xưa lúc mà em ở ngoài Hà Nội ấy, thì là làm việc xong thế là bạn bè của mình khi mà kinh doanh cùng ấy, tại vì lên truyền hình cũng khá là nhiều lần các thứ rồi, mọi người đều biết rằng là chắc là em phải chi ra một số tiền kiểu rất là lớn, kiểu rất là kinh khủng ấy, lần thì VT1, không lần thì VT nọ, VT trai, VTC rồi vân vân và vân vân, lần này báo kia các thứ, mà thật ra là em không hề tốn một đồng tiền nào nữa đấy, em không hề tốn một đồng tiền nào. May mắn em là một người, em cảm thấy là một người khá là may mắn trong cái khoản này, nên ra là hay được mọi người mời phỏng vấn các thứ. Mà đã một phần là chị làm YouTube á, chị có tên tuổi nó nhiều á, người ta sẽ tìm nhiều hơn, chủ động tìm tới thôi, chứ không cần phải bỏ tiền ra quảng cáo gì ai gì hết trơn á chị. Tại vì thật sự là một cái quảng cáo thì cũng nhiều tiền lắm, chính ra là một cái quảng cáo mà VTV hoặc là truyền hình các thứ nhẹ nhàng cũng phải mấy chục triệu đấy, là ít lắm rồi đấy. Hôm qua Trang kêu xin hỏi chỗ phỏng vấn, em kêu mặt bát. Trang sợ đang ở Hà Nội, em kêu đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế là anh ấy giới thiệu đúng không? Trời ơi, quay cho anh khung hình, cảm ơn anh. Thôi. Nhưng mà giới thiệu cho uy tín với lại chỗ có chất lượng thì mình đi phỏng vấn, dù cho có bỏ tiền ra mà không đem lại thông tin chất lượng thì khán giả cũng có thích. Một phần là tại vì chỉ có cộng đồng nữa, cộng đồng thành uy tín hơn, nên là chuyện dễ. Thế nên là em bảo là em cũng may mắn vì có cái cộng đồng đấy. Và thật ra là sau này nếu mà có thể mà làm được nhiều gọi là chương trình hoặc là cái gì hay một cái em thích. Ở trong Sài Gòn em cũng đang sản xuất vài cái cho cộng đồng trong này. Chứ ngày xưa ở Hà Nội thì bọn em cũng không có cơ hội để làm nhiều mấy đâu. Ok, tắt. Ok, rất cảm ơn Trang hôm nay đã sang đây mình và chia sẻ quan điểm các thứ. Trời ơi, đã đợi được đủ tóc cả đã có cuộc kết. Ủa, anh em có nút vàng rồi má. Ok, rất cảm ơn Trang với lại là Trung. Giờ hỏi tuổi ra mới biết toàn cái tuổi hơn mình thôi. Trời ơi, cảm ơn hai bạn nha. Sang đây giúp mình truyền tải nội dung các thứ. Sau này nếu mà cần hỗ trợ gì thì alo mình. Cái là ok, nếu có chó mèo thì mang phòng bánh nhau không ạ? Ok, cảm ơn nha. Rồi, bye bye. Lúc nào mà có sụp nhớ gửi khe nhé. Bye bye. Bye bye, bye bye, đâu em? Bắt gì? Bắt gì? Bắt gì? Bắt gì? Bắt gì?
trên sóng truyền hình không có gì khác. Đâu anh, đâu em ăn dạo là nhanh thôi nhá.